Trực tiếp bóng đá nhận định World Cup Argentina với Ả Rập Xê Út, Messi ra quân, cả thế giới chờ đợi. Sức hút mãnh liệt của Messi cùng với phong độ cực cao của Argentina thời gian vừa qua giúp cho đại gia Nam Mỹ dự đoán sẽ thắng đậm Saudi Arabia trong trận mở màn bảng C diễn ra vào lúc 17 giờ chiều ngày 22 tháng 11. Đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, Lionel Messi đã trả lời phỏng vấn trước trận ra quân. Giải đấu Qatar là cơ hội cuối cùng để siêu sao 35 tuổi hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại. Đó cũng chính là động lực và mục tiêu của đội tuyển Argentina. Cổ động viên Argentina có cơ sở tin tưởng và kỳ vọng vào đội nhà trong kỳ World Cup 2022. Đội bóng đang duy trì phong độ tốt và ổn định dưới thời của huấn luyện viên Scaloni. Với một lối chơi được tổ chức tốt hơn và chắc chắn ở hàng phòng ngự, sẽ là nền tảng cho những ngôi sao tấn công tỏa sáng. Đội tuyển Argentina đã bất bại 36 trận liên tiếp kể từ sau trận thua Brazil 0-2 ở Copa America 2019, trong 5 trận gần nhất trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2022. Đội bóng của Messi không để thủng lưới lần nào và ghi được ít nhất 3 bàn trong mỗi trận đấu, tổng cộng là 19 bàn thắng. Ở mỗi bảng đấu có Ả Rập Xê Út, Mexico và Ba Lan, mục tiêu giành quyền đi tiếp là không khó đối với Argentina. Nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Scaloni là duy trì được tinh thần và phong độ họ đã thể hiện trong chuỗi 36 trận liên tiếp bất bại trước khi bước vào World Cup 2022. Đối thủ đầu tiên của Argentina trên hành trình chinh phục cúp vàng là Ả Rập Xê Út, đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại bảng C. Đại diện châu Á đang xếp hạng 51 thế giới. Rõ ràng là kém xa rất nhiều so với vị trí thứ 3 của Argentina. Sau khi vượt qua được vòng loại World Cup 2022, không thấy khó khăn, Ả Rập Xê Út đang thi đấu giao hữu rất nhiều trong nửa năm vừa qua. Thay cho huấn luyện viên Trina đã có tổng cộng 10 trận để chạy đà cho kỳ World Cup 2022. Tuy nhiên, thành tích của Ả Rập Xê Út không tốt khi họ chỉ giành được một chiến thắng. Hàng công là một vấn đề lớn nhất của đội tuyển Ả Rập Xê Út trong chuỗi 10 trận giao hữu có kết quả thất vọng kể trên. Không lần nào đội bóng Tây Á đã ghi được nhiều hơn một bàn vào lưới của đối thủ. Nhìn chung, với trình độ thua kém rất nhiều so với Argentina, trong khi phong độ cũng không tốt, Ả Rập Xê Út khó làm nên điều bất ngờ. World Cup 2010 là thời điểm Lionel Messi lần đầu mang trên mình tấm băng đội trưởng của Argentina. Đó là một hành động chuyển giao trọng trách mang cúp về cho xứ sở tango của cậu bé vàng với người kế nhiệm, tiếp nối những hy vọng tạo nên một phép màu tại sân chơi lớn nhất thế giới. Ở tuổi 23, Messi vẫn còn quá bỡ ngỡ với vai trò thủ lĩnh trên cả sân, cũng như là trong phòng thay đồ. Việc chỉ huy trên sân không phải là vấn đề với Messi. Vincent đã nói, Messi cảm thấy không thoải mái khi phát biểu, đốc thúc tinh thần toàn đội trước mỗi khoảnh khắc then chốt. 12 năm sau thất bại của đội tuyển Argentina trên đất Nam Phi, Messi giờ đây đã mang trong mình một tính cách hoàn toàn mới. Trong một bộ phim mới ra mắt, mang tên Những câu chuyện của nhà vô địch Nam Mỹ, trong khung đoạn trailer cho chúng ta chứng kiến rõ nhất những gì mà Messi đã nói trước khi bước vào trận chung kết. Gặp Brazil tại Copa America 2020, sự trùng hợp không tồn tại đâu các bạn. Copa America đáng lẽ phải được tổ chức ở Argentina, thế nhưng Chúa đã mang giải đấu tới Brazil để cho chúng ta nâng cao chức vô địch tại sân vận động Maracana. Đó sẽ là một khung cảnh thật tuyệt đẹp phải không nào? Hãy bước ra khỏi đường hầm với sự tự tin và đừng lo, chúng ta sẽ mang chiếc cúp về nhà, tiến lên thôi. Tấm băng đội trưởng của đội tuyển Argentina chứng kiến Messi từ cậu bé rụt rè, ít nói và ngại ngùng từ những đàn anh trở thành nguồn cảm hứng về mặt tinh thần cho đoàn đội. Tại World Cup 2006, Messi 19 tuổi, chỉ đóng vai trò là dự bị. M10 có một mùa giải bùng nổ với 47 bàn thắng, 3 chiếc vô địch cùng với danh hiệu quả bóng vàng. Thành công vang dội ở cấp độ câu lạc bộ, không đi đôi với vinh quang ở đội tuyển quốc gia. Khi những vũ công tango bị loại ở tứ kết World Cup 2010 sau thất bại 0-4 trước Đức. Năm 2014 là năm mà Messi đã ở gần nhất với chức vô địch World Cup. 4 bàn thắng ở giai đoạn vòng bảng là thành tích ấn tượng, nhưng Messi vẫn không có duyên trong loạt knockout. Giống với 4 năm về trước, Argentina lại chịu thua trước đội tuyển Đức. Lần này kết cục nghiệt ngã hơn rất nhiều. Sự kém duyên trong các kỳ World Cup và Copa America khiến cho Messi đã quyết định từ bỏ áp lực từ giới người hâm mộ. Đó có lẽ là một nốt trầm trong sự nghiệp của đội tuyển quốc gia Messi. Lần đầu hiếm hoi người hâm mộ chứng kiến đội trưởng Argentina yếu đuối và sụp đổ. Chính khoảnh khắc này đã khiến cho Messi quay trở lại với những quyết tâm, trưởng thành hơn trong tính cách. Không còn hình ảnh Messi gục ngã trước một số phận kém duyên cùng với đội tuyển, mà thay vào đó là việc đội bóng của một thủ lĩnh, dáng dấp của một điểm tựa vững chắc về tinh thần. Chức vô địch Copa America ở tuổi 34 đến với thời điểm xế chiều của sự nghiệp Messi. Argentina lúc này sở hữu lực lượng trẻ và giàu quyết tâm, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên mới chỉ 44 tuổi. Việc làm cha của 3 người con trai khiến cho Messi có một góc nhìn khác trong cuộc sống và trách nhiệm hơn. Anh nhận thức được trách nhiệm, gánh vác ở trên vai là niềm hy vọng của cả dân tộc.
Theo thời gian, Messi dần biến điều này từ áp lực trở thành động lực để phấn đấu. Cảm hứng mà đội trưởng Argentina truyền đạt cho các đồng đội khiến cho lứa cầu thủ trẻ như có thêm sức mạnh chiến đấu. Martino từng chia sẻ rằng, tôi sẵn sàng dâng hiến cuộc đời này cho Messi, tôi sẵn sàng chết vì Messi. Đó có lẽ là cảm xúc chung của 25 cầu thủ còn lại trong đội tuyển Argentina có vinh dự khoác trên mình màu áo của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2022. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng được sát cánh cùng với thần tượng của mình tại sân chơi lớn nhất thế giới. Thông tin trong trận ra quân của đội tuyển Argentina cho biết Messi đang gặp vấn đề về chấn thương. Cơ hội ra sân của số 10 trước Saudi Arabia là một dấu hỏi đối với người hâm mộ. Nhưng điều đó không có nghĩa Messi sẽ không để lại dấu ấn đối với các cầu thủ có mặt trên sân. Bài phát biểu đốc thúc tinh thần trước trận chung kết Copa America chỉ là một góc rất nhỏ trong nhân cách thủ lĩnh lớn lao mà M10 đã mang lại cho đất nước của xứ sở Tango. Embuga đã từng phải chịu nỗi đau này trước khi khoác lên mình màu áo đại diện dân tộc. World Cup lần này, Messi cũng đã sẵn sàng để khiến cho đối thủ phải ngán ngẩm trước những thứ bóng đá thiên tài của anh, với hy vọng có thể mang về chiếc cúp vàng sau 36 năm. Trong ngày ra quân World Cup, Messi có thể sẽ lại gặp một nhân vật đặc biệt với đội tuyển Việt Nam, đó chính là tiền vệ Hoàng Đức. Hoàng Đức đang làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng vốn sẽ trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu World Cup năm 2022. Do đó, cầu thủ 24 tuổi này đã được nhãn hàng mời sang Qatar để theo dõi trận đấu giữa Hà Lan và Senegal, cùng với đó là Argentina và Saudi Arabia. Không chỉ vậy, Hoàng Đức còn vinh dự là người trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất ở hai trận đấu này. Nếu ngôi sao Lionel Messi thi đấu nổi bật trong trận Argentina và Saudi Arabia, Hoàng Đức sẽ có cơ hội trao giải cho nhiều ngôi sao của đội tuyển Argentina với bóng đá thế giới. Điều này khiến cho Hoàng Đức không khỏi háo hức trước ngày lên đường sang Qatar. Hoàng Đức đã có mặt tại sân bay vào tối ngày 20 tháng 11 để lên đường sang Qatar. Đáng chú ý, anh còn mang theo áo đấu của Việt Nam tới World Cup 2022. Chia sẻ vinh dự sắp có được, Hoàng Đức đã xúc động. Tôi đang rất háo hức và hồi hộp, tôi rất mong chờ thần tượng Messi thi đấu và ghi bàn. Mong rằng Messi đạt danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu, tôi sẽ vinh dự được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trong trận Argentina và Saudi Arabia. Tôi từng thi đấu với Saudi Arabia, họ mạnh ở châu Á, nhưng tới World Cup họ sẽ phải đối đầu với những đối thủ hàng đầu, chắc chắn sẽ khó khăn cho Saudi. Dù sao, tôi cũng mong Messi và Argentina sẽ chiến thắng.